Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình 13 liệt sĩ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ gửi lời chia sẻ trước những mất mát, đau thương của gia đình, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ. Các anh sẽ mãi là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, dám đương đầu với thử thách, vượt qua khó khăn gian khổ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân mãi mãi biết ơn sự hy sinh cao cả của các đồng chí. Tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim của người dân cả nước. Các đồng chí sẽ là niềm tự hào của đơn vị, gia đình. Chủ tịch Phan Ngọc Thọ mong muốn những người vợ, người con, người thân các gia đình liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát to lớn này. Chính quyền và xã hội sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc những thân nhân gia đình liệt sĩ để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh. Cùng trong dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các nhà hảo tâm đã gửi những món quà nhằm động viên, chia sẻ với các gia đình của 13 liệt sĩ.